trên phố dài. Không có em, ai chung bước dối nhau dần hơn. Không có em, đường xưa giăng mắt mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá. Xin kính chào các bác, vừa nãy em vừa có một bản test ở đầu video các bác. Thì đang test thì tự nhiên mất điện các bác ạ. Đang test thì mất điện thì do cái cầu dao ở ngoài do bật điều hòa các bác, nó không do bật điều hòa nó không chịu được. Nó đã ngắt cầu dao các bác. Nên là em sẽ quay video tiếp cái bộ cấu hình này các bác ạ. Từ đầu video các bác có thể nghe thấy cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Ở trong cấu hình này sử dụng một chiếc âm ly cỏ nhưng có chất lượng cực kỳ cao. Con âm ly này được mệnh danh là âm ly cỏ giá trị cao các bác nhé. Bởi vì sao? Cái giá xuất xưởng thì cực kỳ cao, các bác lưu ý giúp em. Nó là những dòng âm ly high-end. Lưu ý giúp em nhé. Nhiều bác hỏi là âm ly high-end là gì. Xin nhấn mạnh các bác một lần nữa là những dòng âm ly high-end hay những thiết bị âm thanh high-end là những dòng âm ly đời mới, chất lượng cao. Và bất kỳ hãng nào cũng có những sản phẩm high-end của mình. Ví dụ như trước mặt các bác là một hãng Sony. Nó là một con âm ly giá xuất xưởng rất là cao, thậm chí cao hơn cả những dòng đời nông 390 SE hay là những dòng đời mới của Sansui, của Marantz các bác nha. Ví dụ Marantz 5006 hay là 6004 các bác thì nó sẽ giá cao hơn luôn. Nhưng hàng bãi thì nó rất là rẻ các bác ạ. Con này nó sản xuất vào những năm 2000-2005 các bác. Và nó sử dụng toàn linh kiện chất lượng các bác ạ. Các bác lưu ý là những dòng tụ xanh đỏ em đã nói rất nhiều lần rồi. Những dòng âm ly đời mới em rất thích cái những dòng tụ này các bác ạ. Thứ nhất, nó là dòng tụ chất lượng, chở và tụ những cái dòng tụ xanh đỏ các bác. Con này nó full tụ vàng tụ đỏ luôn các bác. Các bác lưu ý nhá. Riêng những dòng Sansui 607 NRA ấy, các bác rất là dòng nổi tiếng 707 NRA, những dòng NRA của Sansui được Thiên Phú, nghĩa là được hãng cho một cái linh kiện cấu thành nên cái âm ly rất là tốt, nhưng mà nó cũng chưa đến tầm này các bác ạ. Chưa có những con tụ này đâu các bác, rất là chất các bác nhá. Đó, Sansui chỉ cùng lắm là tụ nâu với tụ vàng thôi. Đây là chơi hẳn tụ đỏ và tụ ánh kim các bác. Và con này đánh bằng 4 con mofet cớ nguyên cớ làm sao mà nó bé nó gọn như vậy các bác ạ. Nó chỉ 4 con mofet nhưng mà nó lên đôi bát 30
dòng Pioneer Made in USA này các bác nhá. Nhiều bác hỏi tại sao Pioneer này Made in USA, các bác lưu ý. Dòng Pioneer này Made in USA là chuyện bình thường các bác nhá, lưu giữ em. Made in USA là chuyện bình thường. Em có một cặp mà Pioneer rất là chất, các bác lưu ý. Tại sao lại gọi là Made in USA? Bởi vì đây những dòng nội địa của Mỹ các bác nhá. Hai cái càng nhựa rất là to các bác. Thì dòng này là một dòng loa có thể nghe nhạc chuyên sâu rất là sâu, rất là hay các bác, tiếng bass đánh sâu. Đó, đây là cái e căng của nó đây các bác. Đó. Thì từ loa lên e căng đẹp xuất sắc luôn. Cặp loa này em để các bác giá 8 triệu đồng tròn. Bình thường những cặp mà hai lỗ thông hơi bass 30 gân lụa đánh bass sâu như vậy không bao giờ dưới 9 triệu các bác nhá, cặp loa này. Nhưng mà thời điểm bây giờ các bác mua loa Mỹ rất là rẻ. Rẻ được cả triệu so với năm ngoái các bác. À, và cặp này là Pioneer CSR 580 các bác nhá. Có công suất là 150W trên một thùng và 8 ohm. Các bác nhìn đây ạ. Thiết kế bởi Japan, các bác lưu ý, lưu giúp em nhé. Thiết kế bởi Nhật Bản, như là những kỹ sư Nhật Bản thiết kế nhưng sản xuất tại Mỹ, các bác lưu giúp em. Và chắc chắn rồi, những dòng loa sản xuất tại Mỹ, thùng bằng mùn ốc chó, đặc trưng những khu vực Mỹ và một số khu vực ở khu vực gần với Mỹ các bác, ví dụ như là loa ca của Cali, những dòng loa sản xuất tại những nước như thế, nước gần Mỹ, đó là nước Mỹ này và California, gọi là gì? Úc các bác, Mỹ và Úc và Canada các bác. Đó, những cái nước gần gần đó nó sản xuất loa hầu như những dòng loa Bose nữa. Một số những dòng loa Bose cũng ở Canada các bác. Nó toàn bằng thùng ốc chó các bác, bởi khu đó trồng rất nhiều cây ốc chó các bác. Và đặc trưng của dòng loa Mỹ và những khu vực đó thì thường cái tiếng bass quanh rất là mềm, bởi vì dòng mùi gỗ ốc chó này nó có cái chất âm đặc trưng và cái mùi thơm đặc trưng các bác nhá. Để cái loa trong phòng các bác nhá. Để cặp loa này trong phòng nó mùi thơm lên kiểu như để gỗ ngọc am các bác. Bắt đầu chơi cũng ngọc am ấy rồi, nó có một cái mùi đặc trưng. Thì gỗ ốc chó như vậy nó có một mùi đặc trưng, mùi rất là mộc các bác nhá, cực kỳ thơm luôn. Đó. Cái lỗ thông hơi, hai lỗ thông hơi cực kỳ lớn các bác ạ, có thể đúc tay vào được thì các bác, rất lớn luôn. Và tiếng bass uy lực, thùng to, sâu và dài các bác ạ. Cặp loa này thì giá chỉ có 8 triệu thôi, một bass 30 gần lụa và một chép giấy, một chung 16, đặc trưng của những dòng loa Pioneer Mỹ các bác nhá. Và cặp này em đã ghép với con âm ly đánh bằng MOSFET, nhấn mạnh các bác lần nữa, chiếc âm ly cỏ nhưng có giá chất lượng cao các bác. Chiếc âm ly cỏ nhưng mà có chất âm thanh cực kỳ cao và nó là dòng cỏ có giá trị cao các bác lưu ý. Nó nổi danh, vang danh rồi các bác. Những con này rất ít khi thì gặp để mua các bác nhá. 125W chạy 6 phép. Vụt đôi bát 30 để nhẹ nhõm luôn các bác. À, cặp loa này thì em ghép với cơm chiếc âm ly này nó khai thác triệt để chất âm luôn. Các bác có những dòng loa Mỹ loa Bose thứ thì ghép vào âm ly này khỏi phải nghĩ luôn các bác nhá. Và đây là cái lưng của nó cực kỳ mới các bác ạ. Em chưa vệ sinh đâu. Khi úp lên nó sẽ là màu vàng chanh hết các bác. Và chiếc âm ly này để các bác giá 3.9 triệu thôi, cực kỳ mới các bác nhá. Con này thì bình thường trên 4 triệu thời điểm bây giờ rồi các bác, rất mới luôn, không một tí vết. Em để các bác giá chỉ có 3.9 triệu thôi, mặt phải nhôm cực kỳ dày các bác ạ, rất đẹp, sử dụng biến áp chống nhiễu các bác, đời cực kỳ cao, Made in Malaysia các bác nhá. Cái biến áp này này lưu giúp em, đó các bác, có ngày xuất xưởng kìa, rất mới luôn. Và những dòng này nó sử dụng, nhấn mạnh lại lần nữa các bác, những con tụ và những con trở, những linh kiện đời mới hay em các bác nhá, lưu giúp em. Chỉ có những chiếc âm ly đắt tiền cỡ vài chục mới có những cái tụ kiểu này các bác ạ. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Các bác có nhu cầu lấy bộ cấu hình này, âm ly 3.9 triệu, các bác lưu ý là những dòng âm ly này đánh loa cây, loa cột và những dòng loa Mỹ nói chung và những dòng loa Bookshelf cực kỳ tuyệt vời, chất lượng âm thanh đỉnh cao luôn. Các bác quên luôn con đời lông 390SE cho em. Em còn chưa bật lâu lướt các bác nhá. Bát chép cực kỳ ngọt, đánh 2 cộng AB cộng B. Đó, đánh bằng MOSFET các bác nhá. Đời lông 390 chưa chạy ở MOSFET rồi các bác. Con này chạy MOSFET rồi các bác ạ. Và mặt phải nhôm lớn rất là to, rất đẹp các bác. Dày to các bác ạ. Âm ly 3.9 triệu và loa là 8 triệu, như vậy là 11.900. Các bác có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em. Bộ này nghe đỉnh luôn các bác nhá. Tiếng bát nghe rất là hay các bác ạ. Thank you.
3 tiếng rất tròn các bác. Cực kỳ đỉnh các bác ạ, chưa âm đi. Sáng cỏ nhưng chất lượng không cỏ tí nào các bác ạ. Rồi em xin tạm dừng video đây, xin chào các bác một lần nữa. Quá hay cho bộ cấu hình này các bác. Đồ loa rất cao to các bác. Quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu thôi dài.